Vô nè. Sâu quá sâu. Nên sắp chết không. Cách 10 đô em. Tay ngay, tay ngay. Mang cái đéo vậy. Bao nhiêu rồi? 53. Cất 23 đô đi. Ok. Quên lớn luôn, trời lớn luôn. Chưa? Rồi. Ngồi vô tanh đi, tanh 23 đô, tanh nha. Ok. Rồi đéo má, mong lẹ. Rồi đi mẹ em, rồi xuống tập luôn. Đi mẹ rồi, đi mẹ rồi. Má mẹ nó. Lên nào. Đúng rồi nào. Đi mẹ. Lo quen chứ. Lộn đéo lúc nào không? Bị mẹ nó. Lộn má lộn bò. À, còn nhiêu? 30. Lộn chán dữ vậy. Thôi, cũng có là 50 người ấy. Lộn xấu quá. Tăng, tăng 10 đôi. Kêu không? Kì. Còn thịt mẹ không? Tụi má nó xấu dữ gì giờ. Lòng lại thua nữa đi nuôi nghĩ à. Nghĩ còn 20 đô mấy chăng? Tụi mày thua nữa, quấn nữa, đâu thua nữa. Lần nếu nói mẹ nó cho đeo được người nha, người mai chào còn 20 đô mai chào nha. Ừ. Chán thì đường thiệt. Mày mày đâu quấn à? Lộn đĩa má lộn lúc địch tăng nó ra lộn má lúc mình quấn đĩa lên thiệt cao đi mày chó thiệt. Cái cuốn này, cuốn 10 đô mày. Thôi 5 đô thôi. Hả? 5 đô thôi. Ờ, hôm nay. Ờ, hôm nay. Đấy đây. Rồi, không vậy nè. Rồi, tụi tay ngay. Ok. Rồi, bị mẹ thì chú luôn. Đeo mà cho gì ạ? Con đồng mẹ nó. Tông đen à? Ủa má. Thôi chịu quá. Đen.
Ôi giời. Ui. Cái kết 10 độ thôi. Kết 5 này. Chẳng. Thôi như giảm ấy. Giảm ấy. Rồi đi mấy cái chỗ luôn. Đeo ma xuống có nhiều mà tay ngay cọc lên. Để mẹ nó chịu quá. Quẩy lâu. Cái lồng mẹ. Rồi, rồi. Bao nhiêu rồi? 30. 30 hả? Đủ má cây nha. 30. Tính 5 lô thôi. Tăng đi, tăng 5 đô đi. Ok. Cái lòng mẹ nó. Rồi, dễ mà đi mà. Rồi. Cái lòng cây này quá đi mà. Đủ má, tăng đeo mà. Muốn đeo này giảm, giảm lúc mùa lúc cửa. 51% thôi. Mẹ nó. Cái lồng bò. Lột. Lợn tao đeo quá xấu rồi. Lợn đeo tốn bên này thua biết nhiều đồ. Tốn thua 2.000 đô bên này rồi. Lợn đeo hết hết chữ nãy giờ đủ. Thua 2.000 đô. Cây tích 10 đô ấy. 5 đô ấy. Cách 10 đô ấy, liều quá đây. Tay ngay. Ủa má ra giảm ngủ luôn á. Đi. Gì vậy? Dạ. Mày quấn gì? Tăng. Ủa má. Bố kẹt rồi, đi mẹ nó. Lên nào, nó đi mẹ lên. Mày bu kẹt rồi. Bu kẹt. Này. Bao nhiêu rồi? 34. 34 hả? 34, 34. 34 con cây đi kết tao 15 đi. Ừ. 4 thôi, 4 thôi, 4 thôi. 4 à. Ok ok ok. Cái 4 thôi nha. Ừ. Mày cây hơi khó á. 4.85. Tăng đi, tăng, tăng. Rồi, kịp, 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 kịp. Ê, địt mẹ. Rồi, đéo ma. Phải lồng hai râu đủ mà nó rút không? Kịp, kịp. Đủ mà tối em đeo mèo, tối em chạy đeo. Không có thắng luôn. Hai râu đeo thế nổi rồi. Phải lồng đéo mà chạy thắng không kịp luôn, mẫu ơi. Đủ ma sao lồng. Sạp đeo tối chạy ơn dưa. Quay đầu kịp thế. Ngoài không kìa, mẹ chạy hai râu quay gì. Lồn dữ quá. Chạy cây cái tăng 20 đô đi. Chạy một chốt, chốt lên 50, hai chốt 10 vậy đi. 20 đô luôn nha. Ok ok. Chị mày muốn tay chí mạng luôn. Sao đéo gì. Mày coi 1, 2, 3 vô giảm. Ok. Giảm. Rồi. Rồi đi không quay xe luôn không? Đéo má ra vô cộng một cái thịt mẹ. Lồn đi không ra vô cộng hát dưới không nào. Lồn đi không ra vô cộng không? Không hết hy vọng không? Thịt mẹ nó. Vô cộng lồn thịt mẹ nha mày. Lồn vô cộng đi không ra hát dưới không?
Ồ, đi mình nhớ nó rút đi được. Rồi, lòm đi đất luôn. Thôi, nghỉ nha, còn 10 đô nghỉ. Nghỉ mai, mai tính tiếp, nghỉ nha. Ừ, cạch đó 10 đô đó. Lộn chán, nghỉ. Lộn đi nó, chán thì trường rồi, nghỉ.